Hello, xin chào bạn đến với clip tiếp theo trên kênh của mình nhá. Chúc tất cả bạn có một ngày mới này thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe nhá. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn tiếp tục canh nhận những trang phục và tướng cực kỳ hot luôn bạn nhá. Kèm theo cũng như là hướng dẫn các bạn cách nhận quân huy miễn phí này, và có nhiều quân huy giống như mình nhá. Vì có rất là nhiều bạn bảo là anh ơi, hướng dẫn cách bọn em có nhiều quân huy đi, cũng như là tặng quà cho bọn em. Thì đầu clip mình cũng có một cái phần quà tặng cho những bạn đang xem clip này không tua này, nhớ là không được tua clip nhá. Like, đăng ký kênh, bật chuông thì mình sẽ tặng cho rất là nhiều bạn những cái phần quà. Thì nói chung là đây, phần quà cáp có crack tiệc bãi biển này, rồi ra chiến thần ra ra một chiến thần mùa bay thái này. Các bạn thích phần quà gì nhớ là xem đừng có tua, tại vì mình đã có những phần quà cho bạn thì bạn cũng xem rồi bạn ủng hộ mình là ok. Ngày hôm qua thì mình có tặng rất là nhiều bạn trang phục Violet thần long tỷ tỷ, vì các bạn rất là thích trang phục này nên là cũng tặng cho bạn. Vì quân huy mình còn rất là nhiều, mấy phần quà đó thì ngại gì tặng cho bạn, ok chưa, đúng chưa đó. Nên là mình cũng chả ngại gì cả. Các bạn thích phần quà gì thì cứ làm đủ các bước thì chắc chắn 100% là mình sẽ tặng quà cho bạn rồi. Nên là cứ yên tâm các bạn nhé, không phải lo cái gì hết, ok chưa. Hiện tại thì sự kiện trong game cũng đang có khá là nhiều. Và nhiều bạn cũng bảo là anh ơi, tặng cho em đó chính là cái phần quà sổ sứ mệnh đi. Ừ đúng rồi, chúng ta thì cũng tặng được sổ sứ mệnh các bạn nhé. Các bạn đừng quên là chúng ta cũng tặng được sổ sứ mệnh. Nên là các bạn nếu muốn tặng được thì các bạn cứ bình luận phía dưới nhá. Thì hộp quân huy mình có rất là nhiều nên là các bạn cứ yên tâm, sổ sứ mệnh có 210 quân huy thôi. Thích thì mình tặng cho sổ sứ mệnh vượt cấp luôn cũng được, không sao cả. Ok các bạn nhá, không sao cả, chắc chắn là sẽ được tặng quà thôi, ok chưa. Rồi thì trước khi mà đến với sự kiện tặng quà ấy, thì mình sẽ hướng dẫn tất cả bạn canh nhận quân huy này nhiều giống như mình, cũng như là tặng quà cho tất cả những bạn đang xem hết clip này không tua lớn bạn nhá, tặng quà cho tất cả bạn luôn, ok chưa. Đây thì bạn nào đang muốn nhận được quân huy miễn phí ấy, thì nhớ là vào trang học viện liên quân.com, đường link mình có để phía dưới rồi. Thì ở đây mình cũng có nạp vào trong đây từ 200.000. Thì nạp vào trong đây 200.000 thì mình thấy là mình được tặng 12.000 quân huy này các bạn. Đó, chưa làm gì đã có quân huy để rút về nick, quá là ngon luôn đúng không các bạn. Thì khi các bạn ấy chúng ta nạp cột mốc từ 100.000 trở lên thì các bạn sẽ nhận được, đó chính là số lượng quân huy được thưởng tương ứng nhá, cực kỳ ngon luôn, ok chưa. Thì trong đây mình thấy cũng có gift code, nói chung là nó cũng khá là ngon, và vòng quay này. Ok, chắc là mình từ từ mình sẽ gọi là quay quân huy, và mình nói chung là code này thì sức nữa mình sẽ thử sau, còn mình sẽ quay quân huy mình rút về nick cho tất cả bạn xem nhá. Nói chung là rất là ngon luôn các bạn. Đó, rất là ngon luôn nhá. Ok chưa? Rồi, thì vòng quay ở đây mình thấy là vòng quay quân huy tỷ lệ trúng 100%. Đó, mình sẽ click vào xem nó như nào bạn nhá. Đây, mình sẽ test và mình rút về nick luôn cho bạn xem. Thì khi mà các bạn đăng nhập vào đây ấy, các bạn có thể nhấn vào, bấm vào tôi, bấm vào tớ đi này, bấm vào, ui mình nhận được 1016 con huy luôn. Đó, quá là ngon luôn không các bạn, quá là ngon như thế luôn cơ mà. Nên là chần chờ gì mà các bạn không vào, các bạn nhận quà đi đúng không. Thì ở đây đã có rất là nhiều người trúng được 10.000 con huy này, rất là ngon. Thì mình cũng sẽ quay test luôn nhá. Đó, để xem liệu mình có đúng là mình trúng được 10.000 con huy là không nào. Ok, có đúng không? Không, ui, vậy là chính xác mình trúng được, chúc mừng bạn trúng 10.000 quân huy luôn này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Quá là ngon. Đây, mình quay test thêm một lần nữa cho bạn này. Đó, quá là ngon luôn các bạn nhá. Chỉ với mấy chục nghìn là bạn đã auto trúng được 10.000 quân huy, các bạn rút về nick rồi. Đây, mình xem, ui, lại trúng tiếp này. Thì sau khi mà đã trúng 20.000 quân huy thì mình sẽ rút về nick xem liệu có đúng hay là không nhá. Ở đây thì các bạn có thể nhập cái... là cái ID nick của các bạn. Đó, mình sẽ nhập cái ID nick của mình vào trong đây nhá. Tiếp theo thì mình có nhập ID của mình vào đây rồi, thì mình sẽ rút 9999 con huy về nick, thử xem có về nick hay là không bạn nhá. Mình sẽ thực hiện luôn này. Ok, vậy là đã rút quân huy thành công, xin chào admin duyệt. Thì chắc là giờ mình sẽ quay về nick kiểm tra xem chúng ta đã nhận được 9999 con huy về nick hay là chưa. Ok chưa, hoặc là muốn nhận quân huy miễn phí thì vào đây rất là ngon luôn bạn nhá. Ok, vậy là mình thấy là có quân huy vào trong nick rồi bạn ơi, 136.031 quân huy. Đó, 9.999 con huy vào trong nick, nó quá là nhanh. Đây, mình rút về trong nick luôn bạn nhớ. Bạn nào đang xem thì có thể cộng cái số con huy đầu clip với mình vừa rút xem có đúng là như thế, đúng 9.999 con huy là không đâu bạn nhớ. Đó nên là các bạn cũng thắc mắc tại vì sao ông này cứ nhiều con huy để tặng quà cho các bạn thế, ông này lấy đâu ra. Thì đây các bạn nhớ, và mình đang còn những cái cách để mình bung nữa kia. Cách này sẽ bí mật. Thì thỉnh thoảng thì mình sẽ lên clip để hướng dẫn các bạn bung thôi, còn thường thì mình sẽ rút bên shop về để mình tặng cho bạn. Nhiều người cũng sợ là quân huy lậu
nhưng mà không hề phải lậu các bạn nhá. Lậu thì đã mình đã bị khóa nick từ lâu rồi, mình là người đứng ra trải nghiệm cho bạn, mình bị khóa nick từ lâu rồi, lâu nhất là 1 tuần là bị khóa nick, còn có khi còn nhanh hơn. Nhưng mà nick mình làm cả tháng cho bạn xem rồi, các bạn nếu xem clip không tin thì cứ tua lại cả tháng đi, coi có đúng là như thế này nick của mình không. Đó, cả tháng thôi, không biết cái gì hết, nên là các bạn cứ yên tâm luôn bạn nhá. Rồi ok, rồi thì nói chung là cái này mình lại tiếp tục để tặng quà cho những bạn xem clip không tua này. Like, đăng ký kênh, bật chuông thì sẽ tặng cho tất cả bạn thôi, chứ cũng không ngại ngần cái gì cả. Ok chưa? Tiếp theo thì mình sẽ dẫn cho tất cả bạn cách nhận của những bộ trang phục hoàn toàn miễn phí, cực kỳ ngon luôn bạn nhá. Rồi, tiếp theo thì bạn đang có một cái sự kiện rất là hot, đó chính là 100% nhận sờ skin free mới, xem live lúc 16 giờ ngày 19 tháng 12. Thì cái live này ấy sẽ được trực tiếp trên Boza này, Facebook, YouTube này. Thì chúng ta sẽ có tới đó chính là 2, 4 này, 6, 7 bộ trang phục liền. Có cả Kririk đội đặc nhiệm này, rất là ngon. Những bộ trang phục mới bạn nhớ. Rồi trang phục của Thên này, rất là nhiều bộ trang phục cực kỳ ngon. Sepera này, đó, trang phục tới bậc S cộng liền, rất là ngon luôn bạn nhớ. Thì khi mà các bạn xem cái live lúc 16 giờ ngày 19 tháng 12 ấy, live này là chung kết IDC các bạn nhá, thì chắc chắn 100% các bạn sẽ nhận được skin free, skin mới. Thì mình cũng nghĩ là có thể là sẽ có một cái mã code cho bạn nhập, hoặc là cái thứ hai ấy thì các bạn sẽ đổi qua trong game. Theo mình thì khả năng cao thì cái này nó sẽ chuyển đổi sang một cái mã code để các bạn nhập, các bạn nhận được quà nhá vào ngày 19 tháng 12. Nên là các bạn nhớ là xem live, hoặc là nếu mà không xem được thì có gì mình sẽ thông báo mới nhất nếu mà có mã code chẳng hạn tới tất cả những bạn đang xem kênh của mình, đã like, đăng ký kênh, bật chuông sẽ có thông báo mới nhất các bạn nhá. Rồi giờ thì mình sẽ đi check những bạn đã làm đủ các bước để mình tặng qua đây. Chào tất cả các bạn.